Nga xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2021. Trong cái video hôm nay, Nga kính xin gửi đến quý vị những thông tin như sau. Ký bên tiểu bang California có số tiền 600 là bây giờ là um, thống đốc tiểu bang đã có cập nhật rồi đó quý vị. Trong cái gói cứu trợ lần thứ ba này, Tổng thống Biden từ chối một mục một, một à, vì là các anh chị cũng có hỏi là khá nhiều các anh chị hỏi về cái gói cứu trợ lần thứ ba này á, cho nên là Nga xin được phép là chia sẻ cái phần cập nhật mới nhất, khai thuế, tiền thất nghiệp tiểu bang và liên bang. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Và Nga cũng kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Đồng thời ủng hộ kênh nhấn like, nhấn share, nga cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bản tin đầu tiên đó là cái stimulus mà gọi là Golden State Stimulus. Và trước đây California đã là đưa ra thông báo và bây giờ là người ta đã có thêm cái cập nhật là người ta đưa ra là ngày 17 à, tối ngày 17 là trong đây là người ta cũng có nói rằng là thống đốc tiểu bang California ông Gavin Newsom đã có cái thông báo mới, cập nhật mới về cái tấm chắc là 600 đô la này để gửi cho người đủ điều kiện của người dân California. Vậy thì cái tấm chắc này khi nào có? Trong đây người ta cũng có nói rằng là sẽ được giải quyết nhanh để mà chấp thuận vào tuần tới. Vậy thì ai sẽ là được nhận cái tấm chắc 600 đô la này? Tất nhiên là cái 600 đô la người ta trả một lần thôi nha quý vị, cho những hộ gia đình. Trong đó đó là bao gồm những người mà có nhận ký uh, trước như có hồ sơ khai thuế năm 2020 là gọi là cái gọi tắt là cái EITC cho năm 2020. Đồng thời là những quý vị nào mà có cái hồ sơ thuế trước đó đó quý vị thì quý vị là cũng sử dụng cái đó và người ta nói rằng nếu như mà quý vị trước đó chưa có nhưng mà quý vị có cái hồ sơ thuế 2020 thì quý vị sẽ được luôn. Và trước đó nữa một điều nữa đó là những người khai thuế mà có cái số gọi là có số cái ID quý vị, có cái số ID mà để khai thuế à mà không có đủ điều kiện, đã không đủ điều kiện để nhận cái cái statement check của liên bang vừa rồi thì những người đó sẽ được đồng thời những người đó có cái thu nhập là dưới 75.000 đô la. Một lần nữa nha, xin là được chia sẻ cái phần này những quý vị nào mà không được cái nhận cái mặt check lần 1, lần 2 mà của liên bang á là và những quý vị mà có cái thu nhập là dưới 75 đô la 75 ngàn đô la thì bây giờ là quý vị là có đủ điều kiện để mà quý vị được, được xác là nhận cái tấm chắc 600 đô la lần này và quý vị là phải có cái hồ sơ là có cái ID cái số, cái số hồ sơ mà khai thế của quý vị những người mà có cái hồ sơ khai thuế EITC này thì có cái mức thu nhập là 30.000 trở xuống nha quý vị. Là quý vị là sẽ đủ điều kiện để mà nhận được cái này là mỗi hộ gia đình là có quý vị là mỗi hộ gia đình mà quý vị có đăng ký trong cái chương trình gọi là Coursework các quý vị thì quý vị là cũng là sẽ được nhận cái số tiền một lần 600 đô la này. Ngoài ra cái gói cứu trợ là 600 đô la Tiếng mịch chắc nhận một lần duy nhất thì trong đó có 525 đô la cho mỗi trẻ em. Nếu như mà quý vị có con nhỏ, quý vị đăng ký cho cái dịch vụ mà gọi là Child Care là trong cái dịch vụ mà để mà giữ trẻ đó ở tiểu bang của quý vị ha. Đó là thì sẽ được là 525 đô la. Nghe đọc có phần tiếng Việt, dịch vụ chăm sóc trẻ em và nhà trẻ được tiểu bang trợ cấp phục vụ khoảng 400.000 trẻ em trong cái dịch vụ chăm sóc được trợ cấp trên toàn tiểu bang. Tất nhiên là quý vị phải đăng ký và đăng ký cho giữ trẻ đó và sẽ được là 525 đô la cho à, mỗi mỗi cháu. Trong cái phần cập nhật hôm thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021 thì thống đốc tiểu bang cũng có đề cập tới số tiền grant là 5.000 tới 25.000 dollars cho doanh nghiệp nhỏ. Những quý vị nào mà lần trước á, là đã nộp đơn rồi thì bây giờ là cái này cái phần này là cập nhật là sẽ là những người có đủ điều kiện sẽ được cung cấp cho những doanh nghiệp nhỏ và những cơ quan phi lợi nhuận từ 5.000 đô la tới 25.000 đô la. Và trong cái gói cứu trợ lần thứ ba này thì Tổng thống Biden đã chính thức đã lên tiếng là từ chối về cái số tiền là 50.000 đô la mà cái số tiền sinh viên vay mà bây giờ là miễn trả lại đó quý vị. Thì bây giờ là ông từ chối cái số 50.000 đô la đó. Ông không chấp thuận và ông nói rằng điều ông không để điều đó là xảy ra. Tại vì sao? Ông nói là cái số tiền đó đó là ông không có tại vì cái số tiền đó là những cái số tiền mà ông không có muốn trả cho những cái học sinh đó, sinh viên mà đang học những cái trường ví dụ như là cái trường Elite là cái trường mà nổi tiếng, trường ưu tú đó quý vị Như là ở Mỹ là có những cái trường ưu tú là 10 cái trường đó Ví dụ như trường Yale, này trường Harvard, trường Pennsylvania đó Là những cái trường đó thì ông nói là tốt hơn hết là ông sẽ là dùng cái số tiền Mà ông chi cho những về giáo dục mà giống như là mới bắt đầu và vào học Ví dụ như là trong cái cấp độ là à, mẫu giáo rồi đó quý vị Dạ yeah. Ông nói rằng là ông không có hỗ trợ 50.000 đô la và ông không có làm điều đó xảy ra. Ông chỉ là có thể là ông ký vào cái khoản là 10.000 đô la, cái khoản nợ 10.000 đô la thôi, chứ không phải là 50.000 đô la. Phần kế tiếp là khá nhiều quý cô chú anh chị hỏi về cái vấn đề khai thuế thì Nga xin được phép là chia sẻ của một chị là chị đã nói rằng là chị mới khai thuế 1099 xong và tạm thời là vẫn đóng thuế bình thường. Khi nào mà cái gói cứu trợ lần thứ ba này ký thành luật, thì cái việc là miễn thuế chẳng hạn thì mới có hiệu lực. Thì lúc đó là tiểu bang sẽ tự gửi là trả tiền lại cho là cho những người mà đã khe thế rồi đó là chị nói như vậy. Tất nhiên là cũng giống như là trước đây nga chia sẻ đó quý vị. Những quý vị nào mà cần khai thuế sớm hoặc là muộn thì đó là tùy cái quyết định của quý vị thôi. Dạ. Nhưng mà trong đó là nga cũng có chia sẻ là một cái thông tin người ta nói là những quý vị nào là cần khai thuế sớm thì trong đó đó mà nếu như mà quý vị khai thuế sớm mà chưa cái lúc mà cái gói cứu trợ lần thứ ba này chưa có thông qua thì quý vị sẽ được ios hoàn trả lại cái số tiền mà lẽ ra quý vị là sẽ được là miễn thuế nếu như mà cái gói cứu trợ lần thứ ba này thông qua cho nên đó, là nếu như mà quý vị khai sớm thì cũng không sao mà quý vị khai trễ đó thì cũng không sao hết nhưng mà quý vị chắc chắn là quý vị phải khai trước cái ngày là 15 tháng 4 năm 2021. Và một lần nữa trong cái đây là một chị đã chia sẻ như vậy, chị đã khai rồi. Và nếu như mà khi mà cái gói cứu trợ lần thứ ba được thông qua thì và được là miễn thuế trong cái tiểu bang của chị chẳng hạn thì lúc đó là tiểu bang sẽ trả lại số tiền của chị. Đây là người thật, việc thật, chị đã chia sẻ như vậy thì Nga cũng kính chia sẻ lại với quý vị như vậy. Và cũng câu hỏi kế tiếp là những quý vị hỏi là các tiểu bang của quý vị là có được là miễn thuế tiền thất nghiệp của cấp tiểu bang hay không thì nga trước đó là nga có chia sẻ trong một cái video bây giờ là nga xin được phép là đọc nhanh qua những cái tiểu bang đó tất nhiên là những tiểu bang sau đây á, là mà nga đọc á, là những tiểu bang này nè là người ta đã đưa ra cái quyết định rằng người ta không quý vị không phải đóng thuế tiền thất nghiệp của cấp tiểu bang như quý vị chứ không phải là cấp liên bang cấp liên bang thì quý vị vẫn là đóng thuế là 10 phần và sau đây là những cái tiểu bang mà được miễn thuế tiền thất nghiệp cấp tiểu bang thì trong đó đó là có bắt đầu là tiểu bang Alabama kế tiếp là Alaska California Florida Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wyoming. Đó là những tiểu bang nha vừa đọc là miễn thuế tiền thất nghiệp ở tiểu bang. Mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.